Chúng ta sinh ra trong cuộc đời này thì chúng ta thọ ân từ ba mẹ, từ anh em dòng họ. Nhờ có hai cái dòng họ nội ngoại đó đó, mới có ba mẹ mình, nhờ có ba mẹ mình rồi mới có mình. Nên từ anh em dòng họ, từ ba mẹ sinh chúng ta ra, chúng ta thọ ân của họ thì chúng ta phải tri ân. Chúng ta nhận ân tình từ họ, chúng ta phải tri ân. Rồi lớn lên một chút thì thầy cô dạy dỗ ta, thầy cô dạy dỗ ta. Trong cái mảng thầy cô này có hai loại thầy cô. Một loại là thầy cô phổ thông, thông thường dạy chúng ta những cái thứ để sống trong cuộc đời này thôi, chứ không hướng chúng ta đến được những cái điều thực sự là cao đẹp. Những cái người nào mà dẫn đường chỉ lối cho chúng ta đi đến những cái điều thực sự là cao đẹp thì trong cuộc đời nó hay gọi là những cái bậc hiền trí, những bậc hiền nhân đời xưa, những cái bậc minh sư ngày xưa, những bậc vĩ nhân thánh nhân ngày xưa. Thì ai mà theo chân được những bậc hiền nhân, theo chân được những vị minh sư này là đếm trên đầu ngón tay, trăm người chỉ được vài người thôi. Nên ở đây nó phân cấp rất mạnh chỗ này. 1.000 thầy cô thông thường thì may lắm mới có một bậc thực sự là thầy hiền trí, may lắm. Rồi chúng ta thọ ân từ đất nước, từ cộng đồng nơi mà ta sống. Chúng ta thọ ân ở đâu thì chúng ta phải tri ân ở đấy. Rồi chúng ta thọ ân từ thiên nhiên vạn loài, từ nắng, từ gió, từ cỏ, từ cây, từ đất mẹ. Chúng ta hít thở mỗi ngày, cứ vài giây là chúng ta phải hít thở một lần rồi. Cái không khí chúng ta sống này từ đất mẹ mà ra này, thì có bao giờ chúng ta tri ân đất mẹ không? Thì tất cả những cái này nó trộn lại là chúng ta đang thọ ân đấy. Mà đã thọ ân, đã nhận ân thì phải tập tri ân, tập trả ân. Các bậc minh sư, các bậc thánh nhân, vĩ nhân để lại những cái điều hay lẽ phải thì họ khuyến khích chúng ta tri ân kiểu gì? Chúng ta tri ân kiểu gì cho những cái bậc tiền nhân nhỉ? Thì các bạn để ý này, những cái bậc hiền nhân, những bậc minh sư này này, những bậc minh triết này này, cái lời dạy của họ là nó bao trùm lên từ cái mối quan hệ của chính mình, mối quan hệ của gia đình mình, cho đến những mối quan hệ rộng hơn, cho đến cả thiên nhiên vạn loài là đều trong lời dạy của họ hết. Nên người nào mà biết học từ các bậc minh sư, từ các bậc cổ nhân, tinh hoa của cổ nhân, từ các bậc thánh nhân từ hàng nghìn năm rồi, thì các bạn sẽ thấy nó bao trùm lên hết các lĩnh vực và nó rất sâu về mặt tâm thức. Thì lúc này cái sự trống vắng, trông chênh trong tâm của mình nó bị mất. Và đây là chiều sâu của thức ăn. Thức ăn của tâm đây mới là chiều sâu. Nên tại sao bạn Dũng đến năm 21, 22 tuổi bạn thành công lớn, bạn lại thấy trống vắng, thấy chán chán, thấy cuộc sống nó vô vị ghê lắm. Mặc dù tiền bạc đủ hết rồi, xây nhà xây cửa cho bố mẹ hết rồi, là vì chỗ này này, thiếu lời dạy của các hiền nhân, thiếu lời dạy của thánh nhân, thiếu nền tảng của đạo lý đấy. Lúc này nghề nghiệp không giải quyết được đâu. Con cá cần câu không giải quyết được. Con cá dư rồi, cần câu nhuần nhuyễn rồi, 10.000 giờ dư cái cần câu rồi. Thì lúc này phải bước vô một cái quan trọng hơn là nền tảng của nhân cách cốt lõi, nền tảng của chiều sâu tâm thức. Thì chỉ có những bậc minh sư, những cái bậc mà dạy đạo lý nó mới đào sâu được. Thì cái này phương Đông của chúng ta rất giỏi. Nên chúng ta ngồi trên mỏ vàng mà đôi khi chúng ta quên đấy. Làm thế nào để trả ơn? Làm thế nào để trả ơn cho các bậc tiền bối? Làm thế nào để trả ơn cho các bậc thánh nhân, cho các bậc vĩ nhân? Hãy sống xứng đáng và chia sẻ rộng ra cộng đồng từ các bậc thánh nhân, vĩ nhân này. Chúng ta học những cái lời dạy từ thánh nhân, vĩ nhân, và chúng ta tập sống với nó, tập học, tập hiểu, tập hành với nó, để nó ngấm vào máu, nó thành da, thành thịt, thành mình, thành hành vi, thành thái độ của mình, thành nhận thức của mình. Rồi chúng ta mang cái điều lời dạy của thánh nhân đó cống hiến ngược lại cho cộng đồng, cống hiến ngược lại cho muôn loài. Thì đấy chính là cách tri ân tối ưu nhất. Chúng ta mua một chiếc xe hơi tặng bố mình, đấy cũng là một cách tri ân. Nhưng cách tri ân này nó không khớp, chưa có
đủ cái chiều sâu của các cái bậc minh sư dạy. Cái tri ân lớn nhất là chúng ta về giúp ba mẹ của mình có một cái đời sống tâm thức theo chiều sâu để được an vui hạnh phúc đến từ bên trong. Cái bên ngoài nó chỉ là một cái tương đối thôi, vừa đủ thôi, biết đủ thôi. Nhưng cái bên trong nó phải có chiều sâu. Thì ông bà sẽ cả một cái cuộc đời sống thanh cao. Về già mà sống rất nhàn và rất thanh cao. Thì rất ít người biết trao đi cái này. Cái này tôi gọi là tri ân kẹp giáo dục. Nhớ, tri ân phải kẹp giáo dục. Giáo dục cái gì? Giáo dục lời dạy của các bậc minh sư ngày xưa. Giáo dục về đạo đức, giáo dục về trí tuệ, giáo dục về nghị lực, giáo dục về giới, về định, về tuệ. Để rồi từ đó ba mẹ của chúng ta có một cái cuộc sống bình an và hạnh phúc đến từ bên trong của chính ba mẹ mình. Cái này là cái khó nhất đấy. Nhưng ai trao cho ba mẹ mình thì người đó là người báo hiếu vô cùng lớn, tri ân vô cùng lớn đấy. Rồi, để tí xíu nữa mình sẽ nói một chút xíu về cái nghiệp này một chút. Bây giờ chắc là hỏi bạn Dũng một chút xíu về cái vấn đề bạn Dũng thọ ân và tri ân như thế nào. Với cái góc nhìn của Dũng, của một bạn còn trẻ mà đã có cái mong muốn tìm cầu vào theo chiều sâu. Có thể là mình mong muốn tìm cầu theo chiều sâu nhưng chưa chắc nó đã chuyển hóa được mình nhiều. Nó mới chỉ là những bước chân đầu tiên trên cái con đường vạn dặm đi vào chiều sâu của tâm thức thôi. Đã đi vào đạo lý là một con đường vạn dặm, một vài bước chân thua gì đâu. Nhưng đi đúng đường thì chắc chắn đến đích. Đi chậm cũng được, phải đi đúng đường. Đã đi đúng đường rồi thì chắc chắn đến đích. Đi nhanh mà đi sai đường vô ích. Nha. Nên bây giờ là nhờ bạn Dũng chia sẻ một chút xíu. Bạn Dũng ngày xưa thử suy ngẫm lại, ngày xưa mình đã thọ ân những ai, những ai là đã làm cho Dũng cảm thấy ấn tượng, cảm thấy cuộc đời của mình có những cái, có cái hướng đi, có những cái dấu ấn mạnh. Nhờ những cái dấu ấn đó mà về sau cuộc đời của Dũng được thay đổi. Và đôi khi có những dấu ấn rất là tiêu cực, nhưng về sau mình nhìn lại là nhờ cái tiêu cực đó mà mình lại trưởng thành được như bây giờ. Nên mình vẫn phải tri ân như thường. Không phải tri ân mỗi những người tích cực với mình đâu, đôi khi cái tiêu cực nó lại trở thành cái tích cực về sau đấy. Vì ngày xưa còn non mình gọi nó là tiêu cực, nhưng đến khi mình trưởng thành mình lại thấy cái điều tiêu cực đó là một sự khắt khe hợp lý để cho mình trưởng thành. Nhá. Thì bây giờ Dũng chia sẻ thêm, suy tưởng thêm một chút là ngày xưa đến bây giờ chúng ta thọ ân và tri ân những gì, liên quan đến những ai, liên quan đến thầy cô nào, liên quan đến anh em ba mẹ gì, hoặc là đôi khi là chúng ta thọ ân từ đồng nghiệp, từ huấn luyện viên, hoặc đơn giản chúng ta thọ ân từ một quyển sách, một câu nói trong quyển sách đó, hoặc một cánh rừng mình đi vào trong rừng mình nhìn đó, rồi mình nhận ra một vấn đề, ồ nó là như thế, rồi mình thay đổi quan điểm sống tốt đẹp lên, đấy cũng là một sự thọ ân từ tự nhiên đấy. Rồi. Có lẽ là cái sự thọ ân nó sẽ bắt đầu từ ba mẹ. Bởi vì chính bản thân em là quan sát từ ba mẹ gia đình mình đầu tiên. Từ bé thì chính vì cái sự khó khăn của gia đình mà em đã được nhìn thấy cái sự vất vả của cha mẹ để gồng gánh, để cố gắng đưa lại cho con những cái gì tốt đẹp nhất. Và những cái sự vất vả đấy thì nó bây giờ em vẫn còn nhớ những cái hình ảnh mà em đã phải đi có một khoảng thời gian đi nhặt sắt vụn. Và ban đầu thì em thấy điều đấy thật sự là rất là xấu hổ với những người xung quanh, xấu hổ với các bạn cùng trang lứa với mình. Nhưng rồi em thấy những cái đồng tiền mà mẹ nhặt lục rác đấy mà đưa cho mình để học hành, lo cho mình từng bữa cơm, từng miếng thịt để mình có thịt trong bữa ăn, thì dần dần em cảm thấy rằng là chính cái mình xấu hổ đấy mà đang nuôi lớn mình, đang nuôi sống mình từng ngày. Thì em bắt đầu hiểu ra được điều đó. Và rồi rất là nhiều điều từ ba của mình nữa. Ba cũng làm lụng rồi vất vả, chầy vai bởi vì gồng gánh hàng cây số, kéo những cái cây luồng để kiếm từng đồng. Bây giờ nghĩ lại thì nó rất là nhiều. Có những người thầy, người bạn họ cũng đem đến cho em những cái bài học, và đem đến cho em những cái điều mà em thật sự là cảm thấy biết ơn và tạo cho em những cái động lực ở trong quá khứ.
Em cũng có ghi lại những cái mà mình thi thoảng nửa đêm mình có nhớ lại những cái hình ảnh đấy, em có ghi lại những trong nhật ký của mình. Còn bây giờ để kể ra những cái điều đó thì phút chốc thì em chưa thể nghĩ ra được nhiều, nhưng mà những cái hình ảnh đấy nó là cái điều mà nó tạo cho em có một cái động lực để mình cố gắng vượt cái khó khăn của mình, để mình cố gắng sống tốt hơn trong những cái hoàn cảnh dù là hoàn cảnh tệ nhất. Trong cái nghiệp cầu của em á, trước kia thời trẻ á, thì em thọ ân từ ba mẹ là chính, rồi một số thầy cô. Nhưng đến khi mình bước chân vào cái con đường chuyên nghiệp thì mình thọ ân những ai? Theo em suy nghĩ là từ lúc 19 tuổi mình bước vô con đường chuyên nghiệp đến giờ là mình thọ ân những ai? Những ai là tạo cái dấu ấn cho mình và mình học được những cái gì từ người đó? Có những người mình thọ ân nhiều, có những người mình thọ ân ít. Vậy là những người nào thọ ân mà tạo dấu ấn cho em có thể kể một vài cái trải nghiệm của em. Có lẽ em sẽ kể từ cái khoảng thời gian từ năm em 19 vừa đấy, là cái bước đầu thành công của em, và có nó sẽ đến từ những người thầy. Cái em được gọi vào đội tuyển U19 là nhờ một cái lần đánh máy sai, bởi vì người được gọi không phải là em mà là một bạn thủ môn khác, thì đấy là cái may mắn của em. Em cũng nghĩ lại đấy là một cái sự mà mình được thọ ân về điều đó. Và sau đó thì những sự cố gắng của mình và được những người thầy họ họ ghi nhận, họ để ý đến mình thì họ mới ghi nhận, và em biết ơn về điều đó. Những người bạn cũng luôn giúp đỡ, bởi vì họ nhìn thấy mình có một cái hoàn cảnh rất là tệ, và cũng có những người họ đem đến những cái điều tiêu cực cho em. Nhưng mà lúc đấy có lẽ là cái khát khao mong đổi đời, mong thành công của em nó lớn quá. Họ không thể làm tổn thương được cho em bởi vì những cái điều như thế, mà nó vô tình nó lại tạo một cái động lực rất là lớn để cho em cố gắng để vượt qua. Nhiều khi em cắn răng lại, nhắm mắt rồi mình ứa nước mắt ra, nhưng mà mình vẫn phải làm, vẫn phải cố gắng, vẫn phải vượt qua, chứ không mình không thể chết ở đây được, không thể thất bại ở đây được. Nhiều khi em cứ nghĩ như vậy, rồi mọi thứ nó cứ dần trôi đi, rồi áp lực, rồi thành công nó cứ thay đổi liên tục, thay đổi liên tục đấy. Em cứ vượt qua, rồi cho đến bây giờ nó lại gặp những cái khó khăn khác mà mình chưa thể nào mà thấu hiểu được. Vậy bây giờ cái người mà đánh máy sai là nhờ nhờ giáo dục cái kiểu gì không cần biết mà bị đánh máy sai chính tả nôm na ấy, thì em thọ ân ở vậy rồi thì bây giờ mình tri ân người ta như thế nào? Có dự dự kiến tri ân cái kiểu gì không? Tri ân cho người ta một cái quyển sách mà cũng sai chính tả rất nhiều chẳng hạn. Cái đấy thì em đã em không nghĩ rằng mình sẽ tri ân họ một cái gì đó. Và sau khi em biết câu chuyện đấy thì em đã đến và cảm ơn họ, bởi vì mình có nhiều em suy nghĩ rằng mình có nhiều cách để tri ân hơn, bởi vì nhờ cái đấy mà mình có thành công. Mình sẽ tri ân vào cuộc sống, tri ân vào thiên nhiên, tri ân vào rất là nhiều thứ mình có thể tri ân được. Bây giờ người đấy là vẫn còn sống đúng không? Còn trẻ đúng không? Để tôi đề nghị là tri ân kẹp giáo dục. Tri ân người người đấy họ có con không? Có con. Con lớn chưa? Hay vẫn còn đang đi học thôi? Cũng lớn rồi. Con lớn rồi. Con đi làm hết rồi hay con đi học? Chắc giờ đang đi học ạ. Đang đi học là được. Mình sẽ tri ân cho họ, tri ân kẹp giáo giáo dục. Cảm ơn họ bằng một bộ sách Gieo hạt cùng vĩ nhân. Xong chúng ta tri ân cho họ một cái bộ loa pháp thoại 1210 bài hàm dưỡng tâm hồn. Tức là mình tri ân kèm giáo dục cho họ được học lời dạy của các thánh nhân từ hàng nghìn năm rồi. Họ hiểu được cái quy luật của cuộc sống, một trong những quy luật bao trùm lên là luật nhân quả, để rồi họ bình an hơn trong cuộc sống. Đó là cái tri ân rất lớn đấy. Nhà nên bữa nào lục lại đi, mình quyết tâm mình tri ân lại. Bữa trước là tri ân kiểu khác, cảm ơn để nọ kia tri ân kiểu khác, còn bây giờ mình tri ân kiểu khác. Đó. Rồi cái người mà ngày xưa bắt em tập luyện mà rớt nước mắt đau khổ trong mũi mình cay á, mà tao mà tập xong vụ này tao rồi về tao phải tần cho mày một trận đấy. Đó, thì cái người đó giờ vẫn vẫn đang đang sống, vẫn đang khỏe đúng không?
Dạ vâng ạ. Rồi, thế có nghĩ cách nào để mình tri ân cho họ không? Ví dụ mình tri ân cho họ một cái bộ sách, cái loa pháp thoại, mình kèm thêm cái găng đấm đấm bốc. Mình bảo ngày xưa ông đấm tôi rất hết nước mắt, giờ tôi phải cảm ơn ông. Có được không? Em nghĩ là được, bởi vì nếu mà họ có một cái tâm, họ muốn hướng đến một cái điều tốt mình mà trao tặng cái đấy thì thật sự là giá trị cho họ bản thân họ. Ừ. Nếu mà em chưa có kinh nghiệm tặng những cái đó thì ở đây sẽ có đội anh em đi tặng cùng. Thế đôi khi mình còn ngại á. Ngoài sân thì mình rất là dũng mãnh, nhưng đôi khi đi tặng quà nhiều khi mình ngại. Thì ở đây có những anh em là chuyên nghiệp tặng quà kèm giáo dục. À, rồi đến mình lôi con họ quay lại chơi, rút thẻ bài nhân quả ra chơi luôn. Và nó chơi rất vui. Và khi nó có được cái niềm vui từ cái thẻ nhân quả rồi thì nó không chơi đánh bài tú lơ khơ nữa. Thì cái ngày Tết của chúng ta nó mới dẹp dần được cái vấn nạn đánh bài rồi tiền bạc ở trong đó. Thì đấy cũng là một cái cách để chúng ta đến tri ân nhưng mà lại kẹp được giáo dục vào nha. Đặc biệt giáo dục của những cái bậc minh sư, những cái tinh hoa.